Thì chào bạn, đây là kênh của BCT nghe ở các bạn ơi. Ngày hôm nay ghé shop cái dạo của con rồi đó, 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 con ngồi đó nha. Thì hôm nay đi ngang đường này sẵn ghé review coi hôm nay là cá dạo của cô có những gì nữa nha các bạn. Đây là một cái địa điểm quen thuộc đây đó, ngày hôm nay có nhiều hóc môn lugas đẹp quá trời luôn kìa. Bự và bá không bạn ơi. Ngày hôm nay là BCT chủ yếu là đi vô đây là để review thôi. À, review xem ở để cho cô bán, không ra là bán ế luôn hả cô? Không gà bán ế với bạn ơi, bạn nào qua ủng hộ đi chứ mình quay. Mình quay clip và để cho các bạn biết các bạn qua ủng hộ cô nè. Đó, để. Đó, nhiều hấp mun lugas sai chà bá lắm nha các bạn. À. Giá dao động từ 50 là đảo xuống. Đây, để cho cô rút giấy ra xong đi rồi mình sẽ quay chi tiết cho anh chị em mình xem nha. Đấy, đây nè, đây chưa? Mấy con này được cái là chà bá bự. Này ở trên là có fancy rồi, coi rồi luôn các bạn. Ngồi gần đường nói chuyện nghe hơi hơi ấy ha. Đây nè, đó. Quá trời luôn nè anh chị em ơi, u mấy cái dòng này đã quá ta. Đây nè, thấy không? Đó, ngon chưa, đây nè. Dòng lạ lạ không mà trời. Nó lên vào độc lạ không nè các bạn. Ủa, của con hóc buôn này bự quá trời luôn nè. Đó. Rồi, con này nó đẹp nè các bạn ơi. Đó, nó thấy không, thấy không. Đây nè, mấy con này nó bự chà bá nè. Lugas với lại yellow hóc buôn nha các bạn. Đó, tại vì này mình quay nó hay chói nè. Thêm có con này độc lạ Bình Dương nữa nè. Cái dạng trên này là 50 phải không cô? Đó, coi dạng cá 50 có mấy con trắng trắng độc lạ quá bạn đẹp ha nè. Đó. Ủa dạo này ngày nào cô cũng bán hay gì? Bữa bán bữa hồng. Bữa bán bữa hồng hả? Tại đôi khi có anh chị em ta ở xa cái ta đâu biết mình bán giờ nào đâu. Có khi mất công ta đi cái ta đi bị chặt buổi các bạn. Ngay bữa mà cô không bán cái tội nghiệp tốn tiền xăng của anh chị em ở xa nữa. Có ông chú Lộc là ông mỗi ngày mỗi bán phải không? À, đây nè bạn em mua cúp bơ. Ảm như nghỉ chủ nhật không hả? À. Còn cúp bơ rồi tức ra chủ nhật là công nhân nghỉ ông nghỉ luôn ha. Cô á, cô chủ nhật công nghỉ còn à. Chú Lộc bán luôn. Chú Lộc ông bán luôn hả? Mấy cái này cũng bự bự chà bá hết trơn nữa các bạn. Đó, thấy không? Hóc môn đỏ. Mấy con này về chân để bàn là hết sảy của bà bảy luôn nè, thấy không? Đó, nó thùng lên đẹp ghê. Đó. Này shop cá dạo thích được cái vàng trên nữa các bạn, còn ở dưới này là vàng 30 hả cô? Ở dưới này là 30 nè các bạn. Đó. Lâu lâu BCT mới có dịp đi ngang rồi BCT mới qua mới review được. Đây là chủ yếu là hóc môn, ở dưới này là máy đúng không cô? Đây có máy nè, nó có máy Dumbo xanh nữa nè các bạn. Nè Dumbo hóc môn xanh ha. Đây nè, đây là máy hụt lụ trên châu rồi nè. Có dữ luôn. Chị dặn là cái đem theo luôn. Mấy con hạt lụ hả cô? Ừ, đi hạt lụ. Con đi cá này bự quá. Lụ ai dặn mới đem theo. Dạ. Cô hổm đi vô chổng quá trời cá luôn. Nè, cô này đẹp quá. Để BCT coi có con nào ngon ngon không các bạn ơi. Nè. Hổm gà tự nhiên cái bán ít lại hả cô? Ít người mua lại. Dạ. Thì giống như là mình chơi cái này vậy đó, lúc này lúc kia. Cả. Qua đợt cái gì? Dạ, qua mùa. Qua mùa. Nào nó đỉnh à. Thì giống như là lâu lâu cái người ta nuôi hao hụt người ta mới đi mua thêm. Ừ. Cái nhà nó
con này đỉnh quá trời luôn á. Đỉnh chưa luôn các bạn, thấy không? Máy này toàn là độc lạ không luôn. Thật sự hôm nay là nguyên shop cá dạo toàn cá độc lạ không các bạn nè, thấy không? Đó, Zalo coi xì ta Cello fan nè, rồi thêm con bắt ta lai độc lạ nè đó. Còn hàng độc lạ không à? Rồi con này. Để bây giờ ta kiếm mấy con độc lạ cho nè, thấy không? Con độc lạ không à luôn á, nè nè nè. Ồ, đẹp ghê chưa? Nè độc lạ nè. Con này mới độc lạ dữ nè. Thì ở đây địa chỉ cũng y chỗ cũ luôn các bạn. 404 Lê Hồng Phong. Ngay cái trạm xe buýt, bây giờ bà chiếm luôn. Thấy luôn trạm xe buýt của người ta luôn rồi. Hình như là xe buýt nó nghỉ chạy luôn hả ta? Có chạy. Rồi. Nhưng mà cái trạm này chạy gần. À. Đó, chạy từ Ô Môn về Cần Thơ hả? Rồi ngay trạm xe buýt luôn, có trạm xe buýt tránh mưa tránh nắng cũng đỡ. À, quá trời độc lạ luôn các bạn ơi nè. Sao nè, hàng độc lạ nè nè nè. Tất cả dạo độc lạ là đây nè chứ đâu. Không. Các beta toàn là beta độc lạ không? Nè, hàng này độc lạ mới dữ nè mọi người đó. Nè. Thích được cái dạng độc lạ trên. Đó, nhớ anh chị em nào có mua thì ghé mua ủng hộ con nghe. BCT hôm nay là đi ngang ghé review để giới thiệu cho anh chị em mà thích những cái dòng nào thì mình có thể lại đây mua để cho anh chị em biết là bữa nay là cô có bán cá dạo nghe. Đó. Thôi mọi người ơi, chắc hôm nay là BCT ghé quay ngắn gọn như thôi nha. Chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Thôi con gì? Thôi mình đi về luôn nha các bạn. Chào tạm biệt mọi người nha.